Rồi xin chào bạn đến với kênh Quy Tây Vô. Bữa nay mình ở về tiệm mình hơi đông, mình sẽ chia sẻ các bạn cách gói bắt cái dao chậu. Nè, trước tiên á là bạn phải cho con trụ này cho cứng nha. Đó, trụ cái trục quay cho cứng nè. Cái này là bạn phải rút lên ra. Và cái độ này phải vuông vuông góc mà các bạn, phải vuông nha, thẳng bằng vuông nha. Còn cái độ này phải hơi ngã ra nè. Đó, mình thấy dao hơi ngã ra đúng không? Thì mình cũng có đã cho nhiều mẫu trên Zalo nhưng điều các bạn làm chưa đúng kỹ thuật nên quay lên nó giống cái chậu ly chứ không giờ không giống cái chậu bonsai, cái chậu của Mai. Thì trong khi bạn quay đắt thôi, bạn quay đắt xong đúng không nè, mình theo bạn thấy không, nó rất nhẹ và tại mình dùng một đạn. Còn nếu bạn không dùng một đạn, bạn dùng chục chết vừa bót này cũng được, quan trọng là cái cây chậu này trông cứng là được rồi. Đây mình quay rất lẹ, quay cái dầu mình quay hai cái chậu quay trong vòng 20 phút là xong. Xong rồi cái chậu là luôn xi luôn cát luôn đồ là xong xuôi. Thì nè. Rồi các bạn khi mà các bạn quay đất xong rồi đó, thấy không? Bạn quay đất xong bạn sẽ mở cái con dao quay đất này ra. Các bạn phải bắt chết con dao này nha. Con dao quay xi này là phải chết luôn, đừng có mở ra nha. Mở ra được trong khi các bạn nếu mở lấy con này ra mà quay được bạn quay đất xong mà bạn mở lấy con này ra luôn á. Thì bạn bắt lại thì nó sẽ trên lệch với cái chậu quay đất mình, nó sẽ không có chuẩn mà với cái chậu quay đất của mình. Đây là cái độ của đít chậu nè. Bạn thấy cái chậu dày bự không? Còn xuống này là độ dày của chậu nè. Và dưới đây là cái miệng chậu. Thì bạn quay xong rồi bạn sẽ mở con này ra. Mình sẽ mở cho bạn coi luôn ha. Đó. Ví dụ mình quay đi ha. Mình ví dụ giờ mình quay về là mình quay cho nó đã xong cái chậu đất rồi không? Mình quay đây xong một ô đất rồi đúng không? Ô cát á. Và mình sẽ dùng giúp mình mở con này ra. Đó. Bạn phải chôn cái trụ này cho cứng rồi bạn quay mới lẹ mới bóng chậu được nha. Còn bạn chôn mà nó rơ rơ bạn quay nó sọc chậu không mà quay lâu lắm. Giờ bạn sẽ mở cái con dao quay đất này ra. Bạn bỏ ra bên này còn dao quay xi nè, là trong đây là mình ví dụ là nó có cái chậu rồi nha. Bữa nào mình sẽ làm cái video mình quay trực tiếp cho bạn coi. Đây nó sẽ có cái trụ đất rồi. Và bạn chỉ đã đắp xi măng lên và bạn quay thôi. Đó, đắp xi măng thì chỗ này nó sẽ bằng nó sẽ quét mặt xi măng vậy nè bạn. Thì mình sẽ làm cho bạn coi. Đó, ví dụ cái mặt đất này nó sẽ quét như vậy nè. Nó sẽ quét nó lên nó tạo cho bạn cái đít miệng luôn. Đó. Đó, nè. Nó sẽ tạo đít miệng là không trong khi bạn quay cái này là tạo đít miệng. Và cái miếng này là miếng cắt cái miệng chậu luôn. Rồi và còn cái dành chậu đây, chậu xi lên bên đây. Đó, dạng như là chậu xi lên đây. Thì con rắn con này vô là nó sẽ quét lại nè. Nó quét nè. Chứ còn nó đây ha. Đó. Đó, nghe thấy không? Tại con này mình gắn hơi nó hơi rơi nên nó quét không chuẩn. Mình phải bắt con này cứng là nó sẽ quét là cái miệng chậu cho bằng cho nó sao có dấu luôn, là bằng đổ đất đổ xi măng lên sẽ được luôn. Thì mình đã cho số điện cho Zalo nhiều bạn cho nhiều mẫu chậu. Bạn cứ photo về máy và ra đặt cái mẫu y như đục mẫu y như mình. Dưới mà các bạn đục các bạn quên điều là bạn phan lẩu cái này phải vô vuông góc nè. Đó, mà bạn có nhiều bạn làm cho nó cúp cái này vô quá thì nó sẽ đứng cái chậu đứng lên giống cái chậu ly, nó không có đẹp được cái chậu. Nên cái này phải là cho vuông góc cái cạnh trên này. Cây phải đứng. Thì vậy bạn quay thì nó rất lẹ thôi, mình quay 20 phút được cái chậu mình, tại nay mình không có thời gian mình quay. Cho nên quay rất lẹ. Đó. Còn bạn quay ít thì bạn không cần xài bộ đạn như mình cũng được, bạn kiếm cái sắt nào vừa vô cái hai cái sắt nào vô mua cái sắt này bằng chung chết. Thì bạn kiếm cái ống sắt á. Cái ống sắt nào vừa bót cái này là bạn hàng con dao, hàng cái quạt, hàng lưỡi dao này trực tiếp vô luôn khỏi cần cây tăng đương được. Thì bạn làm còn bà lão bạn quay một cái chậu. Còn mình quay nhiều cái chậu mình nên phải làm cây tăng đưa thì ra cỡ lớn cỡ nhỏ. Thì bạn quay ít thì bạn cứ quay về cái hàng trực tiếp con dao này vô đây vô cái cây trụ là bạn quay rất đơn giản không có gì cả. Số điện thoại mình ở trên là 0166 3833181. Đọc lại bạn. 0166 3833181. Thì các bạn cứ lên đó kết bạn Zalo trên mình với hoặc Facebook mình đều Facebook hay Zalo mình đều là Trung Cú Giáo. Thì lên đó sẽ bạn xin mình sẽ cho và hướng dẫn các bạn làm. Cái nào các bạn không biết các bạn hỏi. Chứ nói chung cái ngành này mình đam mê mình làm, cái này mình cũng tự sáng chế. Còn nói chung là này mình tự chế không chứ mình cũng coi trên mạng mình tự làm chứ mình không có xin ai á. Thì giờ mình cảm thấy mình làm quay được đẹp chậu được ngon đạt được yêu cầu thì các bạn cứ lên comment mình sẽ cho. Nhưng mình sắt này là sắt không công nha bạn. Sắt mỏng mà không công nha. Sắt mỏng mà không công. Rồi, thôi video mình làm tới đây thôi thì mình cũng chúc các bạn có được cái chậu đẹp. Xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye. Sẽ kéo sao.